Chào các bạn, lâu rồi mình xin giới thiệu bạn cây thả là Custom GS, cây cực kỳ đẹp, vân tóc mặt đã mà nổi cục luôn. Cực kỳ sắc nét, tinh tế, khóa vàng chóe, vô tờ. Xịn nhất tay đo bạch cũng cực kỳ là đây, cây máy tinh